lử nha, cho người ta giận trời ơi, thấy không? Ừ, tướng bà đi kìa. Trời ơi trời, vô phòng đi. Đâu cái phòng nào mà nút lử đâu? Đây nè. Ủa, che màn kính mít vậy hả? Ừ, trời ơi, kính lắm, kỹ lắm. Vô đâu phòng vậy không đó, nút lử mà thấy gì á. Đừng có dòm nha. Thì dán giấy màn lên cho nó thấy thôi. Ủa, không có giường hả? Ừ. Vậy là tối ngủ này hả? Ờ, ngủ vậy không đó. Rồi, ừ. Rồi bé nó ngủ đâu? Ngủ chồng nó trước. Bé nó ngủ ngoài trước hả? Ừ. Hai chồng trong này hả? Ừ, này không có gì hết trơn. Hai chồng ở trong này hụ hỉ ha? Dạ. Hai chồng trong này hụ hỉ ha? Nghĩ nó ấm. Nó ấm ngủ mà không có ai cứ dòm nghĩ hết trơn. Trời ơi, hay lắm, làm kỹ không? Nó không kỳ làm kỹ lắm. Sao thường thường cái mạng nó ta treo tích mà này, này sao treo cặn quá vậy? Này nhà nó ấy cao. Người ta làm gì nó giùm. Ừ. Cái sàn này, nhà sàn này rất có két dữ à. Trời ơi, nó gắt đỡ đó, người ta làm gì cũng đỡ đó. Sập bà nội luôn, nó đè hai đứa không còn găng quá. Không nút lử có két dữ lắm. Trời ơi, dữ không? Không nút lử dữ rồi nha. Thấy không, nút lử rồi nó lỡ ngồi chân. Lự cái mồi cười cái ra chạy. Nói không miệng lử dữ dữ quá. Lử mà mắc cái răng ra. Tiểu răng chân nuốt luôn mà. Không còn gì chứ. Đâu chị cười lên thử coi chị. Nó không. Trời ơi lúc dữ vậy không máu mà. Ủa con trai mà. Mà ông vậy đó lúc dữ lỡ chân không còn gì chứ. Anh chị thấy lý tưởng như vậy ha. Ừ. Mà sao mà thấy làm hơi khắc khắc người ta nè, cái màn mà sao chéo trong. Đấy, người ta cột giùm, này người ta cột giùm. Muốn cột giùm hả? Ừ. Rồi cái mục anh văn chỗ nào? Đây nè. Đó. Đây nè. Đây nè. Ngủ. Sao mà anh treo cái màn ngược? Này đó hả? Ừ. Này người ta cứ làm giùm cái chế làm lại. Rồi. Vô làm lại. Sao thăm kiếm dân, cái màn thăm kiếm dân rồi. Không giật đi. Cái màn á. Giờ màn không có, vậy đó. Giặt cho nó sạch lại. Giặt rồi mở ra. Giặt không sạch hay gì nó bị đen quá trời kìa. Nó không biết giặt vậy đó. Nó khổ tôi vậy đó, không biết gì trơn. Nhà cửa tạc không ngủ không được trơn. Giờ anh ấy giận tạc trơn không có ngủ lâu được chứ. Mưa nó ào ào lớn dữ dằn lắm. Mưa dọc bụng luôn hả? Rồi, ngập. Ngập quá, ôm lúc lử không được. Nó tràn. Mưa nó tràn, nó tạt đạt quá trời. Ôm hoài. Mưa vậy? Có dột không chị? Có dột. Dột ha? Dột hết trơn rồi, nó người ta làm giùm, nó đỡ đi. Từ từ đi, người ta cho, ai đâu cho đâu. Mưa có dột bụng không? Tràn bụng. Tràn luôn hả? Ờ trời ơi, dữ dằn lắm. Cái lóc này làm dữ dằn không? Không phải ấy đâu giường đâu. Quá trời luôn rồi. Quá dữ luôn rồi. Còn gì nữa, cái lóc này bình chánh nghe chắn. Ở đâu cũng nghe chắn. Ổng đẹp trai ông đầu qua là chắc dữ ổng dữ lắm hả chị? Trời ơi, dữ lắm. Nghe nói là ổng ngồi ổng phơi củi rồi mà ta đi qua đi lại cũng ghen đúng không? Ghen, nào cũng ghen chứ, tới cơn nó làm. Ngủ vô mụn, nó ngủ làm gì? Nó lúc nữa coi anh ơi, trời ơi, lúc nữa chi vậy? Lúc nữa lũ lỡ chân què gì đó. Thấy người ta đi qua đi lại, đứng gần ổng là ghen lắm phải không? Ừ. Sao vậy? Kể nghe coi. Để không cho anh đi đó. Cho ông đi đâu hả? Ừ. Bắt ông ở nhà hoài hả? Bắt ông ở nhà hoài, ông có cho ông đi. Rồi ở nhà hoài làm gì ăn? Lè lử xin cái... Hả? Người ta cho đem lại, người ta cho ăn. Vậy hả? Ừ. Bắt không nhà hoài bữa nào cũng cho người ta cho đó, đem rau gác đó, người ta cho. Ừ. Thấy nghiệp gì đó, nghe gì nè, người ta cho ăn. Rồi khô quẹt gì đó, thấy gì đó, người ta cho ăn. Cải, bầu, mớp gì đó, người ta cho. Bây giờ hồi đó giờ em hỏi thử nành anh chứ. Hồi đó giờ hai chồng vô trong buồng này, hai chồng có nắm tay múa một bài nhạc gì đó. Có thử không? Không. Từ đó giờ chưa múa hả? Chưa. Chị thấy có múa vậy? Mới múa rồi. Nó sập nhà công lắm báo. Sập nhà chồng gãy cũng báo nữa. Người ta nghe cái gì vậy? Nhảy dữ hả? Giờ có gì thôi. Là đi người ta cho cá mắm. Nó xin một ngày nào người ta cho đem vô. Người ta cho hiện. Ta nấu cháo bữa nào cũng đi lấy cháo cho nó ăn. Ừ. Rồi. Dẫn gà sau bếp đây. Anh. Đây hai chồng này rất yêu thương nha. Thương dữ dằn. Ừ. Thương thì lúc lử lỡ chân.
nào cũng làm hoài vậy á. Sáng giờ có cử nào chưa? Sáng hả? Ừ. Có. Rồi luôn rồi đó hả? Trời ơi, dữ dằn không? Có lóc này dữ dằn không? Dạ. Có đâu mình tránh rồi nghe trơn rồi sáng rồi nghe. Quá khứ luôn rồi. Quá dữ luôn rồi. Phụ hoàng chế này, chí này lòng dữ dằn không? Lực cống mà còn lực cống. Làm cử vô này hoài rồi. Thêm em bé nữa mà. Chịu không chị? Không chịu không? Trời ơi, đủ quá dữ không? Chịu, chịu không? Cho một thằng trai hả? Ừ. Trai cho trốn luôn á. Nhắm nuôi nổi không? Không nổi, gán. Gán nuôi ha. Ừ. Ông hùng rồi, mình có cảm giác gì không? Cảm giác trong hùng luôn. À, cảm giác sao? Mất cỡ. Nó lại mất cỡ, hùng giữ lúc nó có cỡ nữa. Đâu hùng là thử đi. Rồi cái gì? Dạ. Đâu hùng đàng hoàng lại cho mấy em tin coi. Không lại coi. Ngủ. Nói không? Không quay đây. Hùng mà. Rồi không lại coi. Nó ăn không? Cũng vậy à? Không có mắc cỡ gì cho ai chứ. Sao vậy? Sao vậy? Phơi không? Trời ơi, hung cá rồi. Phơi không? Trời ơi, phơi tay cung cặp cặp á. Trời ơi, nó phải chứ gì vừa đâu, cái lúc mà. Cái nhà này, người ta dần cái ghét trơn, mưa gió. Mưa giọt hả vậy? Cơm. Mưa giọt ha? Giọt, nó người ta làm gì đó. Con qua đây nè. Rồi bé nói gì ở nhà nó biết làm gì không? Không. Không biết làm gì chân hả? Trời ơi, nó vậy nó không chắc nè, gì nè. Không biết mà ăn chân á. Ừ. Nó quậy cơ mà. Biết quậy thôi hả? Ừ. Người ta cho Bình Phú nó cho 5 cái nhiều hết nhiều á. Ừ. Phá nhiều hết chân. Không có còn gì chứ. Nãy giờ quay mà quên hỏi nó tên gì hả? Con tên Chi. Chi hả? Ừ. Nhiều tuổi? Không nhớ tuổi nữa. Không nhớ. Không nhớ tuổi hả? Ừ. Thì có đi học không anh chị? Đi học rồi nó giờ nó không đi học, nó tắt cơn nó vậy vậy, nó nghỉ, nó xé dở không có còn gì hết. Hồi đó giờ có đi học không? Nó không luôn. Giờ học lớp 1, lớp 2 vậy? Không. Nó giờ nó đầu óc mà tiêu chứ. Cô giáo nó về đi, nó không cũng được đâu. Nó quậy quá quậy. Không phải con ta đi học nó ngon, tôi mừng hơn gì nó. Nó không biết chân luôn. Thấy không, bây giờ dây này là nó cắt chân mới mua nó gì, mới giờ nó cắt lum chân. Vì điện sống cắt luôn hả? Trời ơi, không có kể gì nữa chân quá. Cho ba giờ cắt giờ khúc nó kéo hết á. Giờ cho nó dụng xong nhóc trong đầy bao. Nếu mà vậy gia đình có điện không, mà chắc tối có mở đèn không? À, có. Có mở đèn cái cana đó. Mở đèn cana trên trang thôi hả? Ừ. Trên trang đấy. Rồi còn ngoài trước nhà có mở không? Có mở rồi, lát ngủ không nó ngủ. Ngủ rồi tắt rồi bắt đèn cana mình cho nó ngủ tới sáng đó. Ừ. Giờ giữ nó không à? Giữ hoài ha, sợ nó cắt dây điện sống á. Ừ, dạ. Ừ, đó nguy hiểm. Nguy hiểm nó kéo nó quậy ở trong ấy đó, điện đó. Ừ. Tôi ớn quá ở nhà. Đi đâu giờ không có đi sao đâu. Cắt dây điện gì hả? Biết không? Nó không biết trơn. Phải con nặng quá. Nặng lắm. Không phải rồi con ta tỉnh đừng đỡ la nó làm tới. Giống như cái tư tưởng của nó muốn làm nó làm. Ừ. Tất cơ nó làm gì nữa nó gặp đầu. Vậy đó hả? Ừ. Tôi khổ vậy nó khai cái gì nè. Vậy là tới lên cơn là vậy đó ha. Ừ. Vậy là hôm nay nấu ăn gì cho em coi. Người ta cho ăn gì nè. Người ta cho hai mình nấu. Người ta cho tôi nấu luôn nè, kho rồi nó còn nguyên. Cái này cái gì trời? Kho quẹt. Nó quẹt mà chơi cái nồi điện luôn hả? À. Ừ. Nãy giờ nghe mùi phân mặn nè. Đây người ta, người ta cho nè. Cái bầu, canh bầu nó canh với... Cơ rô. Cơm điện này không có hư rồi. Hết rồi, hết cơm. Vậy nấu hả? Hết rồi. Rồi sao hồi đãi anh em YouTube chật? Tết nè, giờ hết cơm rồi. Có cái sáng nồi rồi. Nồi đó đó kìa, cái ký ở đây nè, đợi tới nồi mình đó đó. Khổ quá, này tủ này người ta cho nè, đem vô cho nó nấu đỡ, làm đỡ đi. Cây gói mục hết rồi. Rồi đi gia đình đi ra trước, trò chuyện chút xíu, mình giúp cho gia đình. Thì cả ba người là đều như là cái tinh thần không ổn định đó mọi người. Có bé Út là nó nặng. Nó nặng lắm. Nặng nhiều.
Rồi, vô ngay đây ngồi đi. Ngồi đây nè. Không cái ơi. Ăn nút lưỡi nó gì? Nút lưỡi chi nữa. Cái này mất cỡ không? Dạ. Nút lưỡi cái nó lại người ta luôn. Nó hoài vậy ha. Trời ơi, lâu 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 làm cái lâu cái đầy liền. Hư mỏ chân. Nhà phú thờ ha anh chí. Ờ thờ. Mình mấy anh em lận. Có chết người rồi. Bốn người. Giờ chết người. Ừ. Là anh em là bốn anh em hả? Ờ. Mất một người ha. Ờ. Ba người ha. Ờ. Nó này người ta cho không mà, này người ta cho không mà. Vậy tôi đâu có không có. Tiếng này á người ta cho mới em vô hư nó rồi. Hát nó được cắt không? Cho chân. Anh Chí với chị Thiếp không? Rồi. Mình biết tiền không? Biết này biết chân à. Chị anh biết không? Biết. Thiệt không? Thiệt. Để em đưa thử anh tờ thử nha. Ừ. Biết lấy nha. Không biết là đưa vợ cho nó xài. Ừ. Cho nó biết. Để chờ xíu nha. Biết tiền thiệt không? Nãy hỏi ở xóm người ta nói là không biết tiền đó. Thì hỏi. Biết tấm này không? Giấy 500. 500 hả? Biết mà. Ừ, giấy 500. Biết. Yeah. Biết sử dụng không? Được. Được. Chắc chắn chưa trời. Tại hỏi chắc. Ở xóm mới nói là chắc. Cả ba người không ai biết. Tức là anh cũng không gành nữa đó. Ừ. Bây giờ Thảo để vô lại đi rồi thử tấm khác coi. Thử tấm khác coi rồi chị thấy biết không? Để đổi tấm này thử coi. Tại vì ba anh chị hỏi thử thôi. Thử rồi biết không? Rồi đi. Anh biết tấm này không? Tấm này tấm nhiều. Tấm này nhiều. Không, anh à, hỏi anh nè, hỏi anh. Trăm hay gì? Rồi xong luôn. Tấm này nhiều? Không. Không biết ha. Ừ. Thầy có rồi. Chị biết không? Cha mẹ không cho tiền xài đó. Chị biết. Bà này biết. Hồi đó cha mẹ không cho tiền xài đó. Ừ. Rồi nè, em gửi cho gia đình 500 của anh Ngô Hải ha. Cảm ơn chú. À. Gửi cho 500 giúp cho hoàn cảnh khó khăn của anh Ngô Hải ha. Gửi cho chị đang sử dụng hàng ngày ha. Dạ, cảm ơn chú. Im không? Thấy gì im không? Im không? Im không? Im 500 im không? Im. Im không? Thấy chị Tí vui vẻ ha. Vui vẻ. Có gì đâu, làm phước mà gắng làm. Ừ. Rồi ôm sát vợ con gái đi, hùng cái chào tạm biệt khán giả. Rồi, từ dạ. Tự chứ chứ làm gấp vậy. Rồi làm lại nè. Rồi ôm nha. Cặp cổ vô. Chưa từ từ để em chụp cái nè. Rồi làm chậm chậm thôi. Ồ quá thật nha. Rồi đem chồng hút cái đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi. Rồi ba con nha. Rồi ba anh chị nha.